trường hợp ngộ độc thức ăn thực phẩm thì về mặt chuyên môn y tế thì chúng đều có một cái chung một cái triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt. Và khi thử máu thì thấy bạch cầu tăng cao, thể hiện tình trạng bị nhiễm trùng, và CRP cũng tăng cao, thể hiện bị nhiễm trùng. Thì như vậy thì đối với các trường hợp mà ngộ độc nói chung thì qua tình cờ một cái ca thử hai ca thử PCR phân kết quả là Salmonella thì cũng sát hợp với cái nhận định ban đầu cũng như là cái phương án chẩn đoán điều trị của ngành y tế. Đặc biệt là với cái chỉ số CT value của cái xét nghiệm PCR rất là cao, thành ra cho nên kết quả rất là chính xác, khá là chính xác. Từ đó nó phục vụ kịp thời phục vụ cái công tác điều trị của ngành y tế. Đối với cái diện trường hợp bệnh nhi ấy, mà báo các phóng viên cũng đã hỏi từ tuần trước đến tuần này có đọc lại, thì trường hợp này thì khi thời điểm mà tiếp nhận tại bệnh viện ấy, thì là chúng ta chưa có thông tin về cái chuỗi ngộ độc thực phẩm. Đó. Và như vậy thì các vấn đề về chuyên môn cũng đang được hội đồng chuyên môn của sở đang tiến hành học. Về câu hỏi thứ hai liên quan đến cái cơ sở của viện thẩm mỹ Pfizer tại số 2B2C Hồ Xuân Hương, thì như các thông tin trên báo đài đã nêu, quy định gồm tách thửa đất ở, tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất có nhiều mục đích và tách thửa đất phi nông nghiệp. Thì trong quá trình chúng ta thực hiện cái 60 cho tới năm 2020 thì cái nghị định 148 hướng dẫn chi tiết về cái luật đất đai nó có hiệu lực ngày 8 tháng 2 năm 2021. Thì trong đó cái nghị định họ có quy định rõ là căn cứ cơ sở căn cứ để tách thửa là bao gồm là Ủy ban nhân dân tại điều 75A, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch kế hoạch chung đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu để tách thửa. Thì cái văn bản, cái quyết định, cái nghị định 148 ra đời thì sở hoạch nhận thấy rằng là cái căn cứ cơ sở mà trước đây cái 60 quy định nó có cái điều khoản nó khác với cái cơ sở lúc chúng ta ban hành cái quyết định 60. Do vậy sở hoạch kiến trúc có văn bản báo cáo thành phố là cho phép rà soát lại cái quyết định 60 và hiệu chỉnh lại nó đúng theo cơ sở căn cứ của nghị định 148. Thì và cái văn bản này cũng được là Ủy ban nhân dân chấp thuận cho chúng thành phố là cái quy trình nội bộ mà liên quan tới cái việc mà trước đây trong 60 có quy định trách nhiệm của sở kiến trúc là hướng dẫn các quận huyện khi mà tách thửa có hình thành đường giao thông thì sở kế hoạch là đơn vị sẽ hướng dẫn cho các quận huyện để mà tổ chức lập cái điều kiện, lập cái bản vẽ để mà chúng ta tách thửa khi mà có hình thành đường giao thông. Thì cái nội dung này nó đang trái với cái nghị định 148 ban hành năm 2020. Thì sau khi mà cái nghị định 148 ra đời thì cũng như đã thông báo cho các anh chị là sở thông báo với ủy ban, báo cáo ủy ban và ủy ban chấp thuận là tạm ngưng cái việc mà hướng dẫn nội bộ này. Và đồng thời ủy ban cũng có cái thông báo là giao cho sở tài nguyên môi trường chủ trì cùng các sở ngành rà soát lại cái quyết định 60 để chúng ta bổ sung sửa đổi cái điều mà tách thửa có liên quan tới hình thành đường giao thông. Còn tất cả các cái nội dung tách thửa khác không có hình thành đường giao thông thì vẫn cứ thực hiện bình thường. Thì cái nội dung này thì cũng đã được sở tài nguyên môi trường chủ trì soạn thảo và cũng đã được lấy ý kiến các sở ban ngành. Thì liên quan tới trách nhiệm của sở Quỳnh Trúc thì sở Quỳnh Trúc cũng đã gửi cái góp ý tới sở tài nguyên môi trường để mà tổng hợp báo cáo ủy ban để trình ban hành cái quyết định sửa đổi cái 60. Về cái tiến độ thực hiện thì chắc là nhường lại cho sở tài nguyên môi trường báo cáo thêm cho các cơ quan báo chí cái tiến độ thực hiện. Thanh tra trách nhiệm chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Phú và quận 6 thì
Về cái nội dung câu hỏi này thì Sở Tài nguyên Môi trường xin được trả lời như sau. Thì căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định thì Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện cái công tác thanh tra hành chính thường xuyên đối với các đơn vị trực thuộc nhằm là phát hiện kịp thời những cái hạn chế thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ, qua đó là cũng tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc của các đơn vị này trong cái quá trình thực hiện những cái nhiệm vụ chính trị được giao. Thì xuất phát từ cái mục tiêu trên cũng như là căn cứ cái kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, thì ngày 26 tháng 12 năm 2022 thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 1331 về thanh tra trách nhiệm hai chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận 6 và quận Tân Phú. Và qua cái quá trình thanh tra là cũng đã ban hành cái kết luận thanh tra số 4704 ngày 30 tháng 5 năm 2023. Thì theo cái nội dung kết luận thanh tra thì hai chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận Tân Phú và quận 6 trong thời kỳ thanh tra cũng đã đạt được một số cái ưu điểm trong cái công tác chỉ đạo điều hành cũng như là công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong giải quyết những cái công việc liên quan đến cái lĩnh vực đăng ký nhà đất. Thì bên cạnh những cái ưu điểm đã đạt được thì kết luận thanh tra cũng có nêu ra một số cái hạn chế thiếu sót của hai chi nhánh và cũng có nhận định những cái hạn chế thiếu sót này nó có xuất phát từ những cái nguyên nhân chủ quan cũng như là nguyên nhân khách quan. Và đến thời điểm hiện tại thì hai chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận 6 và quận Tân Phú cũng đã có khắc phục về cơ bản những cái hạn chế thiếu sót này và cũng đã có cái báo cáo đầy đủ cái kết quả khắc phục cho cái các cơ quan cấp trên theo quy định. Thì xin có một số trả lời ngắn gọn đó. Như vậy vốn bồi thường khá lớn, chiếm tỷ lệ rất cao. Thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái quyết định ủy quyền giá đất theo nghị quyết 73 của chính phủ. Thì thành phố Thủ Đức thì tập trung trong cái tháng 10 này sẽ ra được cái một số cái phương án giá đối với một số cái dự án tuyến đường, đặc biệt là nút giao thông Mỹ Thủy chiếm khoảng 1.044 tỷ. Thì báo cáo đồng chí như vậy là khả năng thì trong tháng 11 và đầu tháng 12 thì thành phố sẽ cố gắng, thành phố Thủ Đức sẽ cố gắng là đạt được cái chỉ tiêu theo chỉ đạo của thành phố Hồ Chí Minh. Cũng xin báo cáo các đồng chí, xin hết. Hai cái vấn đề mà các cơ quan báo chí gần đây là chồng chéo hoặc hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp tình hình phát triển kinh tế xã hội thì có thể kiến nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền kịp thời đình chỉ thi hành hoặc là sửa đổi bãi bỏ. Thì căn cứ cái nội dung này và trong cái luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật cũng có nêu là trong trường hợp các văn bản vi phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực cao hơn. Tức ở đây chúng tôi muốn khẳng định rằng là cái quyết định 60 của thành phố ban hành khi mà cái nghị định 148 nó ra đời và nó có hiệu lực ngày 8 tháng 2 năm 21 thì chúng ta không thể là làm trái với cái quy định đã được ban hành, chính phủ ban hành. Thì với trách nhiệm của Sở Quy hoạch Kiến trúc thì Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng tham mưu ủy ban kiến nghị rà soát lại, và đồng thời Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng đã góp ý đối với cái dự thảo mà quyết định 60 sửa đổi sắp tới và cũng đã gửi cho Sở Tài nguyên Môi trường cũng một hai lần, lấy ý kiến cũng một hai lần. Và báo cáo này hiện giờ thì Sở Tài nguyên Môi trường đang tổng hợp báo cáo rồi thì tiếp tục các bước thực hiện để mà điều chỉnh cái quyết định 60 này. Thì xin báo cáo xin hết. Xin không tốt đối với ngành. Về quan điểm của Sở là dù đúng, nó là dù vô tình hay cố ý thì cái thứ nhất là cái hành động của cô giáo nó đã không nằm trong cái quy định về chuẩn mực trong môi trường sư phạm nhà trường. Thì cái việc này Sở cũng đã yêu cầu phòng giáo dục Tân Bình phối hợp với hiệu trưởng là xử lý nghiêm và tổ chức kiểm điểm và xử lý hành thức kỷ luật ở trong cái khuôn khổ xử lý của viên chức giáo dục. Thì cái này chúng tôi cũng đã làm.
Tuy nhiên rằng là cái sự việc này nó cũng diễn ra từ ngày 4 tháng 10. Trong quá trình trao đổi và xử lý của nhà trường cũng đã làm theo cái quy trình. Nhưng mà khi thông tin báo chí nó và cái thông tin dư luận giữa các báo và thông tin dư luận giữa nhà trường với phụ huynh nó vẫn còn một cái gì đó nó chưa thông, nên dẫn đến cái sự việc thì hôm nay cũng muốn đính chính thêm các nội dung này, tức là hiệu trưởng đã tiếp nhận cái việc này và xử lý và đình chỉ cái cô giáo này không cho tổ chức giảng dạy, và theo cái yêu cầu của phụ huynh cũng đã tổ chức là chuyển lớp của cháu sang lớp khác để đảm bảo được vấn đề về tâm lý cho học sinh để tổ chức thực hiện này. Và trong hôm nay thì nhà trường cũng đã xử lý thành lập hội đồng kỷ luật để đánh giá, tổ chức kiểm điểm và xem xét cái kỷ luật cô giáo này, thì cũng thông tin thêm. Và đây là một cái hành động mà đối với cái quan điểm của sở là phải xử lý nghiêm, để thấy rằng là ở môi trường sư phạm chúng ta sẽ có cố gắng theo cái quan điểm của ngành là xây dựng làm sao được một cái trường học hạnh phúc và giảm thiểu hết tất cả những cái sự việc liên quan đến mà các những cái mối mâu thuẫn mà các anh chị báo phóng viên và xã hội dư luận hay nói là ví dụ một cụm từ là bạo lực học đường, thì cái này là trong chỉ đạo từ đầu năm cũng như là trong cái cuộc họp với công tác chính trị tư tưởng học sinh sinh viên của sở thì đồng chí giám đốc cũng đã chỉ đạo rất là rõ ràng trong cái việc này, thì cũng thông tin thêm. Còn về trách nhiệm thì trong cái đầu năm thì sở đã ban hành kế hoạch xây dựng văn hóa học đường, trong đó cũng đã có những cái vụ việc và làm, và chúng tôi cũng yêu cầu luôn phía nhà trường, phía phòng giáo dục Tân Bình là phải tuyên truyền làm rõ, giải quyết những cái mâu thuẫn và những cái tổ chức lại những cái việc và làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh cũng như là làm việc với hội đồng sư phạm để có được những cái việc mà giải tỏa được những cái suy nghĩ nó tiêu cực cũng như là những căng thẳng cho giáo viên, để tránh được hết tất cả những cái sự việc đáng tiếc xảy ra. Thì cái này cũng thông tin của ngành, chúng tôi sẽ gửi cái thứ nhất là thông cáo báo chí cũng như là toàn bộ cái sự việc để cho anh em phóng viên cũng có một cái nhìn toàn diện hơn về cái cách xử lý của phòng dịch Tân Bình. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội cụ thể như sau: Thành phố Hồ Chí Minh đang có ưu đãi gì hoặc tới đây để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở xã hội, có thể phân tích điểm vượt trội này được xây dựng trên cơ sở gì hoặc căn cứ nào không? Thì liên quan đến chức năng nhiệm vụ của sở dựng thì sở dựng cũng xin báo cáo với các anh chị phóng viên như sau: thì căn cứ quy định của luật nhà ở năm 2014 và các cái nghị định của chính phủ, nghị quyết của chính phủ thì sở dựng tham mưu lãnh đạo thành phố để triển khai cái kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Thì liên quan đến chính sách ưu đãi thì theo quy định tại điều 58 luật nhà ở năm 2014 quy định về chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội như sau: được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, được miễn giảm giá thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế, trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng, chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam, trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn và một số cái ưu đãi khác. Còn về chính sách hỗ trợ về vốn vay ưu đãi cho người lao động và nhà đầu tư các dự án nhà ở xã hội thì cũng báo cáo các anh chị phóng viên đó, thì ngày 11 tháng 3 năm 2023 thì chính phủ đã ban hành nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Tiếp đó là ngày 3 tháng 4 năm 2023 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cái quyết định số 338 phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thì hai cái nghị quyết và cái quyết định này á, thì cũng có một cái gói đề cập đến cái gói hỗ trợ là 120.000 tỷ cho nhà đầu tư và các cá nhân người lao động có nhu cầu vay để mua nhà ở xã hội đó, được vay với chính sách ưu đãi là lãi suất từ 1,5 đến 2% đó. Thời gian giải ngân thì là từ
từ đây cho đến hết năm 2030 hoặc là tùy theo cái gói nó có đạt hết hay chưa. Đó. Thì trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì Sở Xây dựng cũng đã thông báo đến các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và cũng có nhờ trung tâm báo chí là thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp và cá nhân tổ chức được biết mà theo dõi có thể xem xét điều kiện mà đủ điều kiện thì có thể đăng ký. Thì qua tổng hợp thì Sở Xây dựng cũng đã trình với ban thành phố đăng công khai trên trang thông tin điện tử của ban thành phố đối với 6 dự án đủ điều kiện để được hưởng cái vay cái gói 120.000 tỷ này, trong đó có 3 dự án là nhà ở xã hội và nhà đầu tư công nhân. Ngoài ra thì trên địa bàn thành phố thì hiện cũng có hai tổ chức là có thể là cho các cá nhân có nhu cầu vay với chính sách ưu đãi, đó là ngân hàng chính sách thành phố, ngân hàng chính sách xã hội thành phố, rồi quỹ phát triển nhà thành phố là cho vay với đối tượng người thu nhập thấp mà được hưởng lương từ ngân sách. Thì nếu cá nhân đủ điều kiện thì có thể liên hệ hai đơn vị này để được hướng dẫn thủ tục để vay. Về chỉ đạo của ban thành phố về triển khai đề án thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có công văn số 3486 ngày 20 tháng 7 năm 2023 về triển khai đề án số 338 ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về phê duyệt đề án đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thì theo đó quan điểm của thành phố là chỉ đạo các sở ngành tập trung rà soát ban hành các cái quy trình giải pháp cụ thể rút ngắn cái thủ tục hành chính trong thủ tục đầu tư xây dựng, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất điều chỉnh hoặc là phê duyệt các quy hoạch dự án nhà ở xã hội để sớm đưa dự án này vào khởi công đầu tư xây dựng, công khai các giới thiệu các quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để các đơn vị nghiên cứu và đề xuất đầu tư, công bố công khai danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập phải lựa chọn đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu và đề xuất tham gia. Thì Sở Xây dựng cũng xin thông tin đến các anh chị phóng viên được rõ. Xin hết. Xin cảm ơn những cái thông tin để trả. Thứ nhất là cái này cũng nói cũng rất là nhiều rồi. Quy định sở đã hướng dẫn bằng văn bản và trong cái văn bản chấn chỉnh là đã nói rõ là những cái nội dung liên quan đến cái việc tức là thực hiện theo nghị quyết 04 và tất cả khoản thu khác đã có hướng dẫn cụ thể. Liên phải có định danh là mức thu nó nằm trong 26 khoản thu theo nghị quyết 04 và cái mức thu thì không được quá hơn cái theo cái nghị quyết 04 thì cái này làm rất rõ và bằng văn bản hướng dẫn cũng như là trong văn bản chấn chỉnh cái này là sở đã triển khai đến tất cả các cơ sở dục thì hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trong các nội dung này. Tuy nhiên rằng là trong quá trình rà soát vừa rồi của sở giáo dục cũng như là các phòng giáo dục cũng như ủy ban các quận huyện về cái việc mà hình thành nên quỹ lớp của hội của ban đại diện cha mẹ học sinh đó, thì cái này rõ ràng là khi hình thành những cái quỹ này nó là sai quy định, đã nó không có cái định danh nội dung đó ở trong nhà trường thì rõ ràng thì trách nhiệm của hiệu trưởng phải tổ chức rà soát và chấn chỉnh, còn cái nào sai là phải khắc phục. Thì cái này chúng tôi cũng khẳng định cái điều này. Còn cái thu sai tức là hiện tại nó vẫn còn có một số ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn chưa hiểu được giữa cái thông tư 55 và cái thông tư 16 được thực hiện như thế nào. Thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn lại cụ thể bằng văn bản chỉ rõ những nội dung nào là theo 55, những nội dung nào là theo 16 để cho thứ nhất là nhà trường cũng phải trao đổi lại với hội phụ huynh với ban đại diện cha mẹ học sinh để có được cái thống nhất. Còn những cái gì mà thuộc về công trình tài trợ thì phải thực hiện theo thông tư 16. Còn ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ có một cái quỹ là quỹ để hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh và không có những cái nội dung quỹ khác. Về trách nhiệm của nhà trường là phải chịu trách nhiệm trong tất cả những cái khoản thu mà nó xuất hiện tại nhà trường. Cái này thì cũng đã khẳng định rất là nhiều lần. Thì còn những cái sự việc khác nó là ở một cái đúng một cái nơi nào thì chúng tôi sẽ xử lý kỷ luật cái xử lý theo quy định đó. Yeah.